Không khó để tìm ra những nét chữ nắng nót bay bổng như thế này ở thành phố Cần Thơ những ngày giáp Tết. Bên cạnh nét rực rỡ của sắc mai, hoa kiển, thư pháp cũng len lỏi trong đời sống như một nét duyên mà ai tinh ý cũng sẽ nhận ra. Bên cạnh những cái sôi nổi thì cũng phải có những phút lắng đọng. Người cho chữ không chỉ là bậc cao niên mà có những ông đồ với tuổi đời còn rất trẻ. Nó rèn luyện cái nhân cách sống của con người, nhưng mà thư pháp đâu chỉ là mực tàu giấy đỏ mà còn được sáng tạo qua những chất liệu độc đáo của quê hương.